Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay đó bạn ơi, mình đã quay trở lại để làm thêm một video vlog mới cho các bạn xem rồi đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè. Và nhớ mình nấm subscribe, đăng ký vào cho kênh YouTube mình nha các bạn nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video hay nào bạn ơi. Let's go. Ok bạn ơi, thì mấy bạn biết hôm nay mình sẽ quay video về cái gì không? Đây, mình sẽ bật mí cho bạn xem nha. Bây giờ Phong Cận ngồi qua bên đi. Hey, ok. Ta-da-da. Đố mấy bạn, đây là cái gì? Chắc các bạn không biết đâu, tại vì mình có nói đâu các bạn biết đúng không? Thì xin giới thiệu các bạn, đây chính là một cái hộp quà của mình. Nghe có lạ không? Hộp quà ở đâu? Hộp quà trong đây nè. Mình mới vừa đi gọi là nhận quà các bạn ơi. Và trong đây có rất là nhiều quà luôn nha. Ngay bây giờ mình sẽ thử mở quà bên đây cho trong đây cho các bạn xem nha. Và mấy bạn có biết quà bên trong đây là của ai không? Mình nghĩ rằng mấy bạn đọc tiêu đề thì chắc mấy bạn cũng biết rồi đúng không? Thì quà bên trong đây chính là quà của fan tặng cho mình mấy bạn ơi. Cho nên hôm nay mình sẽ mở quà nha các bạn. Mở quà nha. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào video mở quà thế nào. Ok, ok. Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ thò tay vào đây mình lấy món quà đầu tiên nha. Để xem coi quà đầu tiên mấy bạn tặng cho mình là cái gì đây ta. Hey. Oh. Một cái bọc giấy các bạn ơi. Và bên trong đây có ghi là tặng anh Phong Cận. Đó. Ok, bây giờ để mình thử tặng, mở thôi nha. Ok, mở đây nè. Xẻ ra. Ồ, à khoan từ, mình quên đọc tên, quên đọc tên. Bạn này tên là Kim Phụng hả? À, bạn này tên là Kim Phụng anh em ơi, bạn này tên là Kim Phụng. Ok, và bên trong là mấy bạn ơi, bên trong là một cái vòng đeo tay nè. Cái vòng này đeo được nha. À, xịn xịn xịn, nào để thử coi. Uầy, xịn quá vậy. Wow, đẹp quá bạn ơi, bạn coi nè, quá đẹp luôn, wow. Cảm ơn bạn Kim Phụng rất là nhiều nha, cảm ơn em đã tặng cho anh nha. Trời ơi, lâu lắm rồi anh mới nhận được món quà đẹp như thế này luôn á. Quá đẹp luôn, ok. Rồi tiếp nào, ui hồi hộp quá bạn ơi. Ok, đấy, ta-da. À nhầm nhầm, cái này tờ giấy không phải. Nhầm nhầm, đấy, ta-da. Ủa gì đây? Một con gà bạn ơi, nó kêu nè. Thôi mình tặng này cho Sammy, ok. Rồi, để tiếp coi. À, ok. Ta da da, cái này là gì đây? U, các bạn coi nè. Wow. Cái này là của Mini World các bạn ơi. Wow. Và đây là quà của Mini World nha. Hình như cái này là bùa hộ mệnh nha bạn ơi. Bùa may mắn á. Wow. U. Ui. Đẹp chưa nè. U. Không biết bạn nào tặng mình cái này gì ta. Ui xịn thế. Thôi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, thử coi, mở thử hết coi. Ồ, xịn quá bạn ơi, bạn coi nè. Wow, một lá bùa may mắn nha, nhìn nè. Ở phía trước của nó là in hình cái ngôi sao nữa bạn ơi. Wow, trời ơi, nhưng mà tại sao mấy cái quà này bạn nó không để tên ta. Chết rồi, quà này quà của bạn nào ta. Ồ, mình không biết phải cảm ơn bạn nó như thế nào nữa. Nhưng mà đây là một món quà rất là đẹp luôn. Một lá bùa may mắn các bạn ơi. À, ok, để đây nha. Xịn vãi, ok. Tiếp nào, mình sẽ lục tiếp nào. Ta-da. Tiếp theo là mấy bạn coi nè. Đây chính là một chiếc móc khóa bạn ơi. Và trên chiếc móc khóa này là in hình Phong Cận nha. Xịn vậy. Coi nè, một chiếc móc khóa in hình của Phong Cận bạn ơi. Bạn coi hình Phong Cận nè. Nè, bạn coi nè. Đấy, xịn chưa. Wow, xịn vậy. Ok, mình sẽ để đây tiếp nha. Ơi nhưng mà kỳ ta, mấy bạn này tặng quà cho mình nhưng mà bạn ấy không để tên cho mình biết các bạn ơi, cho nên mình không biết phải cảm ơn ai hết à. Rất là xin lỗi các bạn luôn nha. Nhưng mà nói chung là mình cảm ơn các bạn đã tặng cho mình món quà này nha. Mình rất là thích nó luôn. Ok, mình sẽ đeo nó vô trong cái chìa khóa ngay lập tức. Ok. Rồi. Hey. Tiếp theo là gì đây? Tiếp theo nữa là một, cũng không có ghi tên luôn, không ghi tên. Ok, để mình mở thử xem. Ồ, ở trên đây mẹ nó ghi là tặng anh Phong Cận này. Đấy, ok. Một chiếc vòng đeo tay nữa. Để đi. Một chiếc vòng đeo tay nữa. Xịn vãi, hôm nay không được tặng quá trời vòng đeo tay luôn. Ui. Xịn chưa. Và đây là Lego hình Captain mấy bạn ơi. Xịn chưa, xịn chưa. Nè, Sam Sam quay cho bạn xem. Quay cho bạn xem. Thấy rồi, đẹp quá. Ôi bạn coi nè, xịn chưa, xịn chưa. Quay hình Captain đó nha. Ui, xịn lái. Hôm nay Phong được tặng quá trời quà luôn. Ok, tiếp coi. Ba la si bùa, ba la si bùa.
Malasibo. Cái gì hiện ra? Oh my god. Wow. Cái bình này tính ra ở nhà mình cũng có một cái bạn ơi. Ôi, vậy bạn tặng cho mình thêm một cái nữa là mình có hai cái luôn. Wow, cái bình này làm phát sáng đèn được nha bạn. Nha bạn coi nè, đó. Lắc lên là sáng đèn nè. Đấy. Đổi màu nè, thấy không? Ê, cho tôi đi, không có cái rồi cho tôi. Còn lâu nha, cái này của tôi, không có chuyện cho bà đâu. Coi nè, đó, lắc là sáng đèn nè, xịn chưa? Ê, quậy được không Phong ơi, quậy thử đi. Dạ, yeah, yeah. Đó. Dạ, quậy lên. Xịn vậy. Ôi, ok, quá xịn rồi, để đây nha. Ôi, xịn vãi, ok, tiếp nè. 1, 2, 3, Umala xì bùa. Dạ. Cái này bạn này cũng ghi là gửi anh Phong Cận luôn, chứ không có ghi tên. Tiếc quá, mấy bạn này không ghi tên cho nên mình không đọc tên của mấy bạn được, xin lỗi bạn nha. Mình sẽ mở thử nè, mấy bạn nó không ghi tên gì hết trơn cho mình không biết cảm ơn ai hết. Bên trong đây nó có một cái lá thư. À, một lá thư rất là dài luôn. Một tí nữa anh sẽ đọc cái lá thư này nha. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều nha. Rồi anh sẽ bỏ nó vào trong đây, để tí nữa anh đọc. Các bạn coi nè. Wow, quá trời kẹo dừa luôn. Kẹo dừa quá trời luôn. Hình như bạn này biết nè, mình cũng rất là thích ăn kẹo dừa luôn cho nên tặng cho mình. Mình đã mập rồi mà tặng kẹo dừa mình ăn mình mập thêm bạn ơi. Cho tôi, cái này cho tôi giật nè. Không cho vậy đó, cái bạn fan tặng cho tôi. Không cho vậy đó. Ok, cảm ơn em rất nhiều nha. Thường quá, ok. Tiếp nào. Umalasipua. Còn gì không ta? Còn nhiều lắm. Umalasipua. Wow. Lại thêm một món đồ của Mini World nữa các bạn ơi. Xa xịn vậy ta. Ui. Hình như hai món quà làm cùng một bạn đúng không? Tặng y chang nhau luôn nè. Hai món quà cùng một bạn tặng sao á. Một chiếc móc khóa nữa nè. Ui. Móc khóa Mini World nha. Màu bằng vàng luôn. Ở cái này phải vàng thiệt không ta? Này vàng thiệt chứ mình giàu luôn á. Nhìn đây. Ui. Xịn chưa? Ở phía mặt trước của nó là in hình ngôi sao nè. Hai cái hệt nhau luôn. Trời ơi, lấp lánh không Phong ơi, nó lấp lánh chói sợ luôn á. Xịn không? Trời ơi. Ôi. Xịn vãi. Ok, vậy là không có quá chị quà luôn rồi nè. Đấy, tiếp nha. Trời ơi, Sam không có nhiều quà bằng Phong đâu. Hả, quà tiếp theo. Wow, một cái quà quá trời màu luôn. Quá trời màu luôn. Ok, để mình mở thử coi. Thử nha, để coi các bạn đã tặng mình cái gì đây. Lại là kẹo. Kẹo tiếp. Ôi. Mà kẹo sữa bạn ơi, mình thích kẹo này lắm nè. Và cái này có một bức thư nữa. Gửi anh Phong, em chào anh Phong, em tên là Di. Em là một trong những fan chân chính của Hero Team. Em mong anh sau này sẽ phát triển nhiều hơn. Wow, cảm ơn em rất nhiều nha, cảm ơn em dễ thương quá. Ôi, vậy là cái này cũng sẽ có bạn này cũng ghi tên nè, để mình xem cái mẹ tên gì ta. Bạn này tên là, chào anh Phong Cận, em tên là Ngọc Đù. Ngọc Đù. Phải rồi, chắc bạn này là fan của chị Team Mi Đù à, cho nên là đặt tên là Ngọc Đù luôn đấy. Ok, cảm ơn em Ngọc nha, cảm ơn em. À, dễ thương quá, ok. Tiếp nào. Mình là xì bùa. Không biết có bạn nào tặng cho mình quà gì mình để quên không ta. Ok, món quà tiếp theo là một cái. Ủa, cái này là gì đây? Cái này là gì ạ? Ủa? Cái này là hình như là một cái cọng dây để đeo vô cổ bạn ơi. Nhưng mà cái này là đeo gắn cái gì vô ta? Gắn gì vô nhỉ? Cái này mình không biết là dùng để gắn cái gì vô nữa. Cho nên là ok. Cũng cảm ơn em rất nhiều tặng cho anh nha. Ok. Rồi. Ok, và cuối cùng mình sẽ cho bạn xem hai món quà xịn nhất ở trong đây nha. Ok, bạn xem đây. Món quà thứ nhất. Mấy bạn biết cái này là gì không? Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là một con chuột chơi game mấy bạn ơi. Một con chuột đó nha. Đây mình mở cho bạn coi nè. Mở bạn coi nè. Ui, đây. Coi nè. Tên. Bên trong đây nó có một cây gối. À, ok. Cây gối. Và bên trong cái gói này, mình mở nó ra. Wow. Chính là một con chuột dùng để chơi game mấy bạn ơi. Ôi, nhìn nè. Xịn chưa? Wow, một con chuột dùng để chơi game. Aha, bạn này biết là mình rất là thích, gọi là xài mấy con chuột đắt tiền luôn. Cho nên bạn ấy đã tặng cho mình con chuột này. Cái con chuột này theo như mình biết á, thì giá của nó là khoảng 4 triệu các bạn ơi.
4 triệu hay là 2 triệu gì đó mình không nhớ nữa. Nhưng mà con này đắt lắm á nha, không phải rẻ đâu. Wow, xịn quá à. Ui. Ui, mở được bên trong nè bạn ơi, có nè. Mở được bên trong luôn. Ui, bên trong là một cái USB. Đây là chuột không dây bạn ơi. Ui, xịn vãi, ok ok, cảm ơn em rất nhiều nha. Ok, để anh xem tiếp coi. Và còn một món nữa cũng rất là xịn luôn, các bạn biết là gì không? Bạn coi nha. Đó, xịn chưa, đây là một cái tai nghe các bạn ơi. Đây, mình sẽ mở cho bạn coi nè. À, mình không biết bạn này là bạn nào đích kiếp quá tặng cho mình nguyên một con chuột. Nguyên một bộ luôn. Nguyên một bộ luôn, trời. Chục chiêu cũng trời. Ui. Wow. Ui. Ui, xịn lại coi nè. Xịn lại. Ui, ui, thử coi. Xịn đó các bạn. Thôi ngủ quá không ơi, ngủ sợ luôn. Ôi, quá xịn luôn. Đó, Sam thấy chưa, fan tặng tôi nhiều đồ chưa, xịn chưa, xịn chưa. Ôi trời ơi, mấy bạn ơi, bạn biết gì không? Sau khi mà Phong tìm hiểu thử hai cái món đồ này ở trên mạng á, thì Phong mới phát hiện một điều, đó chính là hai món hàng này trị giá tận gần 10 triệu đồng lận mấy bạn ơi. Ghê chưa? Cái tai nghe này nè, là Phong tìm hiểu ở trên mạng á, thì giá của nó là khoảng gọi là 4 triệu mấy hay sao á. Còn con chuột này giá của nó cũng 4 triệu mấy luôn. Là hai con cộng vô là khoảng 9 triệu mấy, là khoảng gần 10 triệu. Trời ơi, hai món đồ này gần 10 triệu bạn ơi. Không biết rằng là bạn nào đã tặng cho mình món đồ này vậy ta. Một tí nữa mình phải xem thử cái bill của bưu điện để mình tìm hiểu coi ai là người tặng cho mình hai món đồ này, để mình gọi điện mình cảm ơn mới được. Ôi trời, 10 triệu lận á nha các bạn nha. Trời ơi, xịn dữ rồi trời. Ôi, mình rung tay luôn rồi nè. Ai tặng mình gì? Ôi trời. Ok, thì hôm nay mình đã mở những cái phần quà của những bạn fan đã tặng ra cho mình. Và mình rất là cảm ơn mấy bạn đã rất là yêu quý mình và tặng cho mình những cái phần quà như thế này. Thật sự là Phong rất là quý luôn. Rất là cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Và những phần quà này mình sẽ cố gắng giữ gìn nó thật là tốt. Những cái nhất là những cái tai nghe chuột, những cái món quà như thế này nè, về móc chìa khóa rồi nè, mình sẽ giữ gìn thật là kỹ càng. Đó, còn bánh kẹo bạn tặng cho mình thì mình sẽ ăn hết luôn hả? Ăn mập như heo, mặc dù mập rồi vẫn ăn luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn nha. Thì nói chung á là hôm nay mình rất là vui luôn khi mà được mấy bạn tặng cho nhiều quà đến như vậy. Mình sẽ cố gắng trân trọng nó, ok, trân trọng nó và giữ gìn làm sao cho nó thật là luôn luôn mới nha bạn, ok. Đây, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like nè, share nè, và nhiều nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye.